Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Sau việc ấy, vua dân Ammon băng và Hanun, con trai người kế vị. David nói, ta muốn làm ơn cho Hanun, con trai của Nahash, như cha người đã làm ơn cho ta. Vậy, David sai tôi tớ mình đi đến an ủi người về sự chết của cha người. Các tôi tớ của David đến trong xứ của dân Ammon. Nhưng các quan trưởng của dân Ammon nói cùng Hanun, chúa mình rằng, ông tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng ông là vì tôn kính cha ông sao? David sai những tôi tớ người đến cùng ông, há chẳng phải vì muốn xem xét thành, do thám nó đặng phá diệt đi chăng? Vậy, Hanun bắt các tôi tớ của David, cạo phân nửa râu họ, cắt phân nửa quần áo cho đến nửa thân mình, đoạn cho họ đi về. Có người thuật lại việc ấy cùng David. Người bèn sai kẻ đi đón mấy người ấy vì họ lấy làm hổ thẹn lắm. Vua sai bảo rằng, hãy ở tại Jericho cho đến chừng râu của các ngươi đã mọc lại, đoạn các ngươi sẽ trở về. Khi dân Ammon thấy mình bị David gớm ghét, bèn sai người đi chiêu mộ dân Syri ở Bet-Rehob và ở Soba, số chừng 2 vạn lính bộ, lại chiêu mộ vua Ma-a-ca với 1.000 người và 1.200.000 người ở xứ Tóp. David hay được điều đó, liền sai Joab với các dõng sĩ của đạo binh mình đi đánh chúng nó. Dân Ammon kéo ra dàn trận tại nơi cửa thành, còn dân Syri ở Soba và ở Rehob, những người ở Tóp và ở Ma-a-ca đều đóng riêng ra trong đồng bằng. Joab thấy quân giặc hãm đánh đằng trước và đằng sau, bèn chọn người lính trong đạo tinh binh Israel và dàn binh đó ra cùng dân Syri. Còn binh còn lại, người trao cho Abishai em mình đặng bày trận đối cùng dân Ammon. Người nói cùng Abishai rằng, nếu dân Syri mạnh hơn anh, em sẽ đến giúp anh. Nhưng nếu dân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. Hãy vững lòng bền chí đánh giặc cách can đảm vì dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Đoạn, Joab với quân lính theo người đều đến gần, giao chiến cùng dân Syri. Chúng chạy trốn trước mặt người. Bây giờ, vì dân Ammon thấy dân Syri chạy trốn, thì chúng cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai và vào trong thành. Joab lìa khỏi dân Ammon mà trở về Jerusalem. Dân Syri thấy mình bị dân Israel đánh bại, bèn nhóm hiệp lại. Hadarese sai chiêu dân Syri ở bên kia sông. Chúng nó đến Helam, có Sô-bác làm tổng binh của Hadarese quản xuất. Nghe tin này, David hiệp lại hết thảy Israel, đi ngang qua Giô-đan, kéo đến Helam. Dân Syri dàn trận đối cùng David và giao chiến cùng người. Nhưng chúng chạy trốn trước mặt Israel. David giết 700 xe binh của dân Syri và 40 lính kỵ. Người cũng giết Sô-bác, tổng binh của chúng nó, và nó chết tại đó. Khi các vua chư hầu của Hadarese thấy mình bị Israel đánh bại, thì lập hòa cùng Israel và phục dịch họ. Dân Syri không còn dám giúp dân Ammon nữa. Chương 11. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, David sai Joab cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Israel đánh giặc. Chúng cướp phá xứ dân Ammon và vây thành Rabba. Nhưng vua David ở lại Jerusalem. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng, ấy là Bác-sê-ba, con trai của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tít. David sai người đem nàng đến.
nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ này thọ thai, sai người tâu cùng David rằng: "Tôi có thai." David bèn truyền lệnh cho Joab rằng: "Hãy sai Uri người Hethit đến cùng ta." Vậy Joab sai Uri đến cùng David. Uri đến, David hỏi thăm về Joab và đạo binh có bình an chăng, cùng chiến trận ra thế nào. Đoạn vua nói cùng Uri rằng: "Hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi." Vậy Uri đi ra khỏi đền vua, có người đem theo người một của ăn nhà vua. Nhưng Uri không về nhà mình, ngủ tại cửa đền vua cùng các tôi tớ vua. Người ta thuật điều đó cho David và nói rằng: "Uri không có đi xuống nhà người." David hỏi Uri rằng: "Chớ thì ngươi chẳng đi đường trở về sao? Cớ sao không đi xuống nhà ngươi?" Uri thưa cùng David rằng: "Hòm giao ước, Israel và Juda vẫn ở dưới trại. Joab là chúa tôi, luôn với các tôi tớ chúa tôi đang hạ trại nơi đồng trống. Còn tôi lại vào nhà mình đặng ăn uống và ngủ cùng vợ mình sao? Tôi chỉ mạng sống và linh hồn của vua mà thề rằng, tôi chẳng biết làm một sự như vậy." David nói cùng Uri rằng: "Hãy còn ở lại đây ngày nay, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi." Vậy Uri ở lại tại Jerusalem ngày ấy và ngày sau. Đoạn David vời người ăn uống tại trước mặt mình và làm cho người say. Nhưng chiều tối, Uri đi ra ngủ trên giường mình với các tôi tớ của người, chứ không có đi xuống nhà mình. Sáng ngày mai, David viết một cái thư cho Joab và gửi nơi tay Uri. Người viết như vậy: "Hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người, để người bị đánh và chết đi." Vậy khi Joab vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Joab, có mấy người trong bọn tôi tớ David ngã chết. Uri người Hethit cũng chết. Joab bèn sai sứ giả đến cùng David đặng thuật cho người biết đầu đuôi của sự chinh chiến. Và người truyền lệnh cho sứ giả rằng: "Khi ngươi đã thuật xong cho vua mọi điều đã xảy ra nơi chiến trận, nếu vua nổi giận nói cùng ngươi rằng: 'Cớ sao các ngươi đi tới gần quá đặng hãm thành vậy? Các ngươi há chẳng biết rằng người ta ở trên chót vách thành bắn tên xuống sao? Xưa ai giết Abimelech con trai của Jerubbaal? Há chẳng phải một người nữ ở trên chót vách thành ném một thớt cối xuống trên người làm cho người chết tại Tebet sao? Vì sao các ngươi đến gần vách thành như vậy?' Thì bây giờ ngươi sẽ tiếp rằng: 'Uri kẻ tôi tớ vua người Hethit cũng chết nữa.' Như vậy sứ giả đi. Khi người đến nơi, thuật cho David biết mọi điều Joab đã dặn người. Sứ giả tâu cùng David rằng: "Ban đầu những quân đó mạnh hơn chúng tôi, kéo ra đến ngoài đồng, nhưng chúng tôi đánh đuổi chúng nó đến cửa thành. Các lính cầm cung ở trên vách thành có bắn những tôi tớ vua, có vài người bị chết. Uri người Hethit là tôi tớ vua cũng chết nữa." David đáp cùng sứ giả rằng: "Ngươi hãy nói cùng Joab, chớ lấy làm cực lòng quá về điều đó. Gươm khi giết kẻ này, khi giết kẻ khác, hãy ráng sức hãm thành và hủy diệt nó đi. Còn ngươi, hãy dục người vững lòng bền chí." Khi vợ Uri hay rằng chồng mình đã thác, thì than khóc Uri. Khi đã mãn tang, David sai vời nàng vào cung. Nàng trở nên vợ người, sinh cho người một con trai. Nhưng điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 102. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện tôi, nguyện tiếng tôi thấu đến Ngài. Trong ngày gian truân, xin chớ giấu mặt Ngài cùng tôi, xin hãy nghiêng tai qua nghe tôi. Trong ngày tôi kêu cầu, xin mau mau đáp lại tôi. Vì các ngày tôi tan như khói, xương cốt tôi cháy đốt như than lửa. Lòng tôi bị đánh đập, khô héo như cỏ vì tôi quên ăn. Vì cớ tiếng than xiết của tôi, xương cốt tôi sát vào thịt tôi. Tôi trở giống như con chàng bè nơi rừng vắng, khác nào chim mèo ở chốn bỏ hoang. Tôi thao thức,
tôi giống như chim sẻ hiu quạnh trên mái nhà. Hằng ngày kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi, kẻ nổi giận hoảng tôi, rủa xả tôi. Nhưng vì sự nóng nả và cơn thạnh nộ của Chúa, tôi đã ăn bụi tro khác nào ăn bánh, và lấy giọt lệ pha lộn đồ uống tôi. Vì Chúa có nâng tôi lên cao, rồi quăng tôi xuống thấp. Các ngày tôi như bóng ngã dài ra, tôi khô héo khác nào cỏ. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi, kỷ niệm Ngài lưu từ đời này sang đời kia. Chúa sẽ trỗi dậy lấy lòng thương xót Si-ôn. Này là kỳ làm ơn cho Si-ôn, vì thì giờ định đã đến rồi. Các tôi tớ Chúa yêu chuộng đá Si-ôn và có lòng thương xót bụi đất nó. Bây giờ muôn dân sẽ sợ danh Đức Giê-hô-va và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh hiển Ngài. Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dễ lời nài xin của họ. Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai một dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vì từ nơi thánh cao Ngài đã ngó xuống, từ trên trời Ngài xem xét thế gian, đặng nghe tiếng rên xiết của kẻ bị tù và giải phóng cho người bị định phải chết. Hầu cho người ta truyền ra danh Đức Giê-hô-va trong Si-ôn và ngợi khen Ngài tại Giê-ru-sa-lem, trong lúc muôn dân nhóm lại với các nước đặng hầu việc Đức Giê-hô-va. Ngài đã làm sức lực tôi ra yếu giữa đường, khiến các ngày tôi ra vắng. Tôi tâu rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, các năm Chúa còn đến muôn đời. Xin chớ cất lấy tôi giữa chừng số các ngày tôi. Thổi xưa Chúa lập nền trái đất, các từng trời là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn. Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo sống. Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay. Song Chúa không hề biến cải, các năm Chúa không hề cùng. Con cháu tôi tớ Chúa sẽ còn có, dòng dõi họ sẽ được lập vững trước mặt Chúa. Chương 8. Năm thứ ba đời vua Ben-sát-sa, có sự hiện thấy tỏ ra cho ta là Daniel, sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước. Vậy ta thấy trong sự hiện thấy, vả khi ta thấy thì ta ở tại cung Su-sơ về tỉnh Ê-lam, và trong sự hiện thấy ta thấy mình ta ở cạnh sông U-lai. Ta ngước mắt lên và thấy, này, có một con chiên đực đứng gần sông có hai cái sừng. Hai sừng nó cao, nhưng một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì mọc lên sau. Bây giờ ta thấy con chiên đực ấy húc sừng mình vào phía tây, phía bắc và phía nam. Không có thú vật nào chống cự cùng nó được, và chẳng ai có thể cứu được khỏi tay nó. Nó muốn làm chi tùy ý, và nó càng lớn lên. Khi ta nhìn xem sự đó, này, một con dê đực đến từ phía tây, đi khắp trên mặt đất mà không đụng đến đất. Con dê đó có cái sừng mọc rõ ra giữa hai con mắt nó. Nó đến tận chỗ con chiên đực có hai sừng mà ta đã thấy đứng gần sông. Nó hết sức giận, chạy đến nghịch cùng chiên đực ấy. Ta thấy nó đến gần con chiên đực, nổi giận, hút nó, làm gãy hai cái sừng. Con chiên đực không có sức nào chống lại. Con dê vật nó xuống đất, giày đạp lên trên, và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi tay nó được. Con dê đực làm mình nên lớn lắm, nhưng khi nó đã mạnh thì cái sừng lớn của nó gãy đi, và ở chỗ đó có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời. Bởi một trong các sừng có mọc ra một cái sừng nhỏ lớn lên rất mạnh về phương nam, phương đông, lại hướng về đất vinh hiển. Nó lớn lên đến cơ binh trên trời, làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó giày đạp lên. Nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ binh. Nó cất của lễ hằng dân khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống. Vì cớ tội lỗi thì cơ binh được phó cho nó luôn với của lễ thiêu hằng dân, và nó ném bỏ lẽ thật xuống đất. Nó làm theo ý mình và được thịnh vượng. Bây giờ ta nghe một đấng thánh đang nói, và một đấng thánh khác nói cùng đấng đang nói rằng, sự hiện thấy này về của lễ thiêu hằng dân, và về tội ác sinh ra sự hủy diệt, đặng phó nơi thánh cùng cơ binh để bị giày đạp dưới chân, sẽ còn có cho đến chừng nào?
người trả lời cùng ta rằng: cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch. Khi mà ta, Daniel, nhìn xem sự hiện thấy đó, và ta tìm cách để rõ nghĩa, này, có như hình dạng người nam đứng trước ta. Ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông Ulai kêu và bảo rằng: Gabriel, hãy cho người này hiểu sự hiện thấy đó. Người bèn đến gần chỗ ta đứng. Khi người đã đến, ta kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng: hỡi con người, hãy hiểu biết, vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sau rốt. Khi người đang nói với ta, ta ngủ mê, sấp mặt xuống đất, nhưng người đụng đến ta khiến cho ta đứng dậy. Người bảo ta rằng: này, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ đến trong kỳ sau rốt của sự thạnh nộ, vì điều này quan hệ với kỳ định cuối cùng. Con chiên đực mà ngươi đã thấy có hai sừng, đó là các vua nước Medi và Pherosa. Con dê sờm đực, tức là vua nước Grec, và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt, tức là vua đầu nhất. Về sừng đã gãy đi, có bốn sừng mọc lên trong chỗ nó, tức là bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên, song quyền thế không bằng sừng ấy. Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời mầu nhiệm. Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường và được thịnh vượng, làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Người dùng quyền thuật làm nên trước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ. Người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta. Vả, sự hiện thấy về các buổi chiều và các buổi mai mà đã nói đến là thật, nhưng ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó, vì nó quan hệ với sau nhiều ngày. Bây giờ ta, Daniel, mê mẩn và đau ốm trong mấy ngày, đoạn ta trỗi dậy và làm việc vua. Ta rất lấy làm lạ về sự hiện thấy ấy, nhưng chẳng ai rõ ý nó. Chương 9. Năm đầu Darius, con trai Asheru, về dòng người Medi, đã được lập làm vua trị nước người Kandê. Đang năm đầu về triều người, ta, Daniel, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem là 70 năm. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện nài xin với sự kiên ăn, mặc bao gai đội cho mà tìm. Vậy ta cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: ôi, Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ. Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài. Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã loạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi và cùng cả dân trong đất. Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặc về chúng tôi như ngày nay. Sự ấy bao trùm người Giuđa, dân cư Jerusalem, hết thảy người Israel ở gần ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác, vì cớ những sự gian ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Hỡi Chúa, sự hổ mặc thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã loạn nghịch cùng Ngài. Chúng tôi đã chẳng nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, đặng bước đi trong luật pháp mà Ngài đã cậy tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri để trước mặt chúng tôi. Hết thảy người Israel đã phạm luật pháp Ngài và xây đi để không vâng theo tiếng Ngài.
Vậy nên, sự rủa sả và thề nguyện chép trong luật pháp Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời đã đổ ra trên chúng tôi vì chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài đã làm cho chắc các lời đã phán nghịch cùng chúng tôi, cùng các quan án đã đoán xét chúng tôi mà khiến tai vạ lớn đến trên chúng tôi. Vì khắp dưới trời chẳng hề có tai vạ nào giống như đã làm ra trên Jerusalem. Cả tai vạ này đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se, mà chúng tôi cũng không nài xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và thấu rõ đạo thật của Ngài. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va ngắm xem và giáng tai vạ ấy trên chúng tôi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là công bình trong mọi việc Ngài làm, chỉnh chúng tôi không vâng theo tiếng Ngài. Bây giờ, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mạnh đem dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, đã làm nên cho mình một danh tiếng như ngày nay. Còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc ác. Hỡi Chúa, tôi cầu xin Chúa cứ mọi sự công bình Ngài khiến cơn giận và thạnh nộ của Ngài xây khỏi thành Jerusalem Ngài, tức là núi thánh Ngài. Vì ấy là bởi tội lỗi chúng tôi và sự gian ác tổ phụ chúng tôi mà Jerusalem và dân Ngài phải chịu những kẻ ở chung quanh chúng tôi sỉ nhục. Cho nên bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin đoái nghe lời khấn nguyện nài xin của kẻ tôi tớ Ngài. Xin vì cớ Chúa, hãy rạng mặt Ngài ra trên nơi thánh vắng vẻ của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe. Xin mở mắt nhìn xem những nơi hoang vu của chúng tôi và thành đã được xưng bởi danh Ngài. Không phải cậy những sự công bình mình mà chúng tôi nài xin Ngài, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài. Hỡi Chúa, hãy dụ nghe. Hỡi Chúa, hãy tha thứ. Hỡi Chúa, hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, vì cớ chính Ngài, xin chớ trì hoãn, vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài. Ta còn đang nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta, và ta dâng lời nài xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy, ta còn nói trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều hôm. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng, hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu tức là vua thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng, nó sẽ như bị nước luộc ngập. Có sự tranh chiến cho đến cuối cùng, những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài.
để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báu của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.